Rồi chào anh em nha, thì hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho anh em cứ những món đồ chơi xe máy cập nhật liên tục tại cửa hàng số 4 Thắng mình cho anh em xem. Và anh em có nhu cầu cứ liên hệ mình qua số điện thoại là 0933 996 332 ha. Thì hôm nay mình có vài được một ít cái gọi là dây dắt chuyển kim phun dành cho dòng xe là Exciter 2019 mà xài kim của Exciter đời cũ 27, 28 nha anh em. Hầu như trên thị trường mình á là đều anh em xài á kim phun á đều xài kim phun của Ed kim độ nha anh em. Đa số là kim độ của Ed là người ta sản xuất theo cho form 27, 28 mẫu đời cũ. Nhưng mà mẫu kim của 29 á thì cũng có một vài công ty người ta sản xuất ra nhưng mà ít, nên đa số là cái mẫu kim xe 2019 á thì mình xài cái kim 27. Nó chỉ khác ở chỗ cái vị trí dắt cắm thôi. Còn cái kim nó cũng giống nhau, kích thước giống nhau. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em về cái sản phẩm đó là cái dắt chuyển đổi từ kim 29 dắt chuyển đổi từ cho ad 29 sang xài kim phun của ad 27. Thì giá cho một cộng dắt chuyển đổi như thế này mình bán là 150.000 một cộng nha anh em. Hàng nhập, bao anh em sử dụng. Bây giờ mình sẽ quay chi tiết cho anh em xem ha. Rồi đây là mình quay cho anh em thấy, đây là cái dây gọi là dây chuyển kim phun từ ad 29 sang ad 28, sử dụng là kim phun của 28 nha anh em. Từ đời 29 trở về đi là cái gọi là cái mẫu V2 của cái dòng Exciter cho 50. Cái mẫu khác thì hầu như là trên thị trường, như nãy mình có nói là trên thị trường là đều đa số là sản xuất, người ta sản xuất là mẫu kim đời cũ nha. Đó, mẫu kim đời cũ là mẫu kim đời 28 trở về trước. Nhưng mà bây giờ ví dụ mình xài họng xăng rồi mình xài kim của 28 nhưng mà mình gắn lên một cái đường dây điện zin của cái chiếc ad 29 thì chắc chắn là không được. Thì nên đó mình nên người ta mới có gọi là cái dây chuyển từ cái đầu dắt của ad 29 cái đầu kim phun của 29 thành cái đầu dắt của cái sử dụng cái kim phun của 28, nó là vậy. Đây, cái đây là toàn hàng bộ là hàng nhập nha anh em. Các cái đầu cáp luôn này kia là chống nước hết, hàng nhập nha. Đó, chống nước hàng nhập hết, có cái bảo vệ dây dẫn là đều hết nè anh em thấy không. Đó, một cộng dây chuyển đổi từ ad 29 qua ad 28 thì một cộng như vậy mình bán có giá là 150.000 một cộng, còn miễn phí cho hàng toàn quốc cho anh em luôn ha. Dắt chuyển đổi kim phun từ ad 29 sang ad 28 trở về trước. Rồi, cái này là kim nha anh em. Cái giá này là giá cộng dắt chuyển đổi thôi nha. Còn cái kim này là mình làm cho anh em dễ hiểu, cũng như là cái kim của ad 28 và 29 á thì nó giống nhau toàn bộ. Cái phần mà mình không che đi nè, nó giống nhau toàn bộ cái phần không che đi. Còn cái nó chỉ khác nhau ngay chỗ cái phần này, cái phần ngay chỗ mà kết nối á là cái lớn cái nhỏ thôi nha anh em. Đó nên là mình mới có là gọi là làm cái dắt chuyển này nè. Đầu lớn đầu nhỏ nè anh em thấy không? Đầu lớn đầu nhỏ đó. Đó, hai cái đầu nó khác nhau nên là mình phải cần cái xài dắt chuyển này đó. Kim thì ở tại tiệm mình bán một cây kim TA Racing này giá dao động là từ 390.000 một cây trở lên ha anh em, tùy size đó. Mà đã ví dụ kim mệt á, kim mệt là mình bán toàn bộ là kim của 28 hết nha anh em. Còn anh em ví dụ về xài cho 28 thì không cần phải thay cái dây này. Còn nếu mà anh em về lấy cái kim này mà xài cho cái dòng xe mẹ 29 á là anh em phải mua thêm một cái dây này để chuyển đổi kết nối để xài mới xài được cái kim của này nha anh em. Rồi, hàng có sẵn tại tiệm, anh em có nhu cầu liên hệ mình qua số điện thoại là 0933 996 332 ha.